chương trình, ban tổ chức nên lựa chọn và mời những khách mời đại gia để đến với chương trình như Võ Hạ Trâm đây. Em không phải là đại gia. Những mùa trước là tôi với là chị Tư đã rất là làm cái việc này hơi đơn lẻ. Vì vậy cho nên hãy mời đến chương trình những đại gia có đầy đủ điều kiện như phòng thu riêng, như studio để họ có thể cùng chung tay góp sức một người miếng, đúng không quý vị? Dạ, không lẽ mình tôi bốn chồng thì tôi cũng mệt lắm. Nãy giờ con là con định nhá hàng nhẹ rồi đó. Nhưng mà hay quá, con em con nó làm cũ mở hàng tuyệt vời, thương em quá trời. Dạ, con cũng định nháy nhưng mà thôi để sau. Đây, ủa mà không lẽ em làm một mình anh? Em yên tâm, anh còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ôi vậy hả? Trời, ủa nói em nó mở một phát súng đầu tiên, tưởng là anh cũng cầm lên ghi 10 triệu được. Rồi, hãy đợi đến cuối chương trình, cô sẽ thấy tôi làm những gì. Rồi, thôi thì em đại diện đi. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Mưa ơi con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng yêu. Đôi tay run run ánh mắt siêu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm về những phút vui ngày âu. Cảm ơn bài hát mà Mậu Hùng đã mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu, nhưng mà bữa nay em lấy hết can đảm của mình để em hát cho chị của em. Bình tĩnh nha. Và em thấy là xuất hiện ở sân khấu của chúng ta bây giờ còn có chị gái của Hùng, cũng như là người ba, là người sẽ hiến tặng quả thận của mình cho con gái. Con xin mời chú và chị cùng bước lên sân khấu ạ. Anh Trấn Thành, anh có thấy là đây đúng một cái câu mà ông bà mình hay nói, một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ. Là một thành viên trong gia đình có vấn đề gì đó là tất cả mọi người trong gia đình cố gắng làm mọi cách để có thể giúp cho thành viên đó có một cái cuộc sống tốt hơn. Và thật sự là khi mà em Hùng hát á thì Trâm rất là xúc động, bởi vì là Trâm nghĩ tới cái tình yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình dành cho chị, và cả người cha cũng hy sinh một cái quả thận để dành cho con gái của mình. Thì bây giờ thì Trâm cũng thấy rất là ngẹn với cái hoàn cảnh này. Bác ơi, hình như là con thấy bác đang có điều gì rất xúc động đúng không bác? Bác có điều gì muốn nói không ạ? Ngày hôm nay là này thì cũng mong muốn rằng là cho con tôi được có hát được sức khỏe của gia đình, con gái tôi được về là. Thank you.
nuôi con cái nó được khôn lớn. Còn phần tôi già rồi thì không sao hết. Cũng mong nguyện cho con về làm sống với nuôi con nó thôi. À, bình thường chị làm công việc gì? Dạ, hồi xưa thì em có đi làm. Từ khi em phát bệnh tới giờ thì em ở nhà rồi. Ba mẹ với là em, Út với anh phụ với em tiền để chạy thận. Mà bây giờ thì em không có chỗ nào chạy được hết. Em mổ hết, chỗ nào cũng mổ hết. Giờ chỗ đây nữa là chỗ cuối cùng. Mà nếu em không ghép thận được nữa thì em không có chạy được. Chị bệnh bao lâu rồi? Dạ, em bệnh 11 năm rồi. Thế là bây giờ là làm sao để chị có thể thực hiện được cái ca phẫu thuật với nhiều tiền như vậy? Dạ, bây giờ thì em có ba đứa em ở trong đây vừa làm vừa học. Rồi có ở nhà cũng có mấy đứa em nó cũng lớn rồi. Nó nói em thì ráng đi, rồi có ông anh nữa. Rồi mỗi người phụ cho em mỗi ít để em ghép, còn thẳng thì ba cho. Thì bây giờ gia đình chị cùng với những cái người mà bà con họ hàng đã giúp đỡ chị được bao nhiêu rồi? Dạ, hồi bữa bác sĩ nói là 300 mấy, nhưng mà bây giờ má em rồi, em rồi là được 100 mấy rồi. Nhưng mà từ tới tháng em đi khám nó nhiều quá, thì bệnh viện ở dưới đó, rồi bệnh viện ở trong này nữa. Em đi mua thuốc uống gan nữa. Má bị mẹ bớt cái tiền của mình đúng không? Dạ. Em muốn chia sẻ một điều này, có thể là trong cuộc sống của mình sẽ có những cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng mà em chỉ hy vọng là chị sẽ lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Bởi vì chị biết cái tinh thần của mình nó cũng ảnh hưởng rất là lớn cho sức khỏe. Mình phải giữ được cái tinh thần tốt. Thì mình còn nghĩ tới hai đứa con nhỏ nữa, để có thể giữ cái tinh thần lạc quan nhất mà chiến đấu với bệnh tật chị nha. Dạ. Và hôm nay em rất là xúc động với câu chuyện của gia đình của mình. Em xin đóng góp 5 triệu đồng cho hoàn cảnh của mình. Mặc dù là so với cái tiền, tổng cái số tiền mà phải phẫu thuật nó không là gì hết. Nhưng mà Trâm hy vọng là cái phát súng của Trâm nè sẽ làm cho mọi người nhìn và hiểu và thông cảm và chia sẻ và cùng chung tay để giúp cho chị sẽ hoàn thành được ca phẫu thuật thành công và trở lại cuộc sống bình thường với những người thân yêu trong gia đình của chị. Dạ, cảm ơn chị. Tôi mình xin được ủng hộ chị 20 triệu cho cái ca phẫu thuật này. Tuy nhiên rằng mình có thêm một điều hứa nữa, mình sẽ là cái người đứng ra quyên góp vận động mọi người cho cái ca phẫu thuật này của chị. Và Trâm sẽ là người chung tay với My. Trâm sẽ chung tay với My để làm điều đó. Cảm ơn nghĩa cử rất đẹp từ chị Võ Hà Trâm và Tố My. Hay, em gửi chị. Cảm ơn chị. Đây, em gửi tặng chị. Và hy vọng rằng là chị sẽ có một cái ca phẫu thuật gọi là hoàn hảo, đầy đủ để mà chị vượt qua được cái căn bệnh này. Rất nhiều. Lòng tốt là có thật, nhân đạo là có thật, đại gia là có thật. Nhưng mà người đại gia nhất vẫn chưa nổ phát súng nào. Tôi đang tổng kết từ từ, tôi đã có kế hoạch của tôi hết từ từ. Tôi ngồi tôi quan sát thêm tí đi. Dạ, tại vì có gì cũng vậy. Dạ, ừ, lát đi biết. Cho Thành có ý kiến xíu. Rồi, từ nãy giờ tại sao tôi không nhúc nhích gì hết? Để tôi xem tình hình mọi thứ ra làm sao. Tại vì bé My nó đến một buổi, còn Thành thì phải đi đường dài với chương trình, nên tôi cũng phải cân đo đong đếm. Tại dạo này tôi cũng có vợ, sắp có con rồi, gia đình nhiều khi xa cơ lỡ bước, nhiều khi gia đình cũng phải có ghém lỡ. Tôi đừng có bung quá, tại vì sau mỗi một chương trình tôi tổng kết lại số nợ tôi hình như nó hơi khủng. Thành thử ra phải cân đo đong đếm. Còn trường hợp của em Hùng, anh không thể cho nhiều hơn được nữa. Tại vì anh nghĩ rằng là nếu anh cho, anh cũng không đủ giàu để mà cho em cái số tiền còn lại cho chị em mổ thận được. Cái anh cho được cho chị em sẽ là một sự kêu gọi trên fanpage, để anh kêu gọi cả nước này chung tay cho chị em có một ca mổ hợp lý nhất. Wow, cảm ơn Chính Thành. Một lát nữa cuối giờ em cho anh xin cái số tài khoản của gia đình em, anh sẽ kêu gọi giùm chị em để cho cả nước này giúp đỡ. Chứ một mình anh thì làm không xuể cái chuyện này. Ba chị em, ba anh em mình bắt tay đi. Rồi. Ôi, ba. Quá.
cho em chụp cái hình selfie với chị một cái, điện lát em có cái đăng nha. Lát nữa gia đình phải đưa cho em cái số tài khoản ha, để cho cô cho con xin con ngồi con chụp cái tấm ảnh với chị một cái. Dạ rồi. Ok. Con sẽ kêu gọi giùm cho chị để nhiều người giúp đỡ chị nha. Rồi, ok. Gì vậy anh cho em hả? Nóng hổi gì luôn à? Trời ơi. Rồi, xin mời mình tốn kém lắm. Trời ơi, một cặp từ đây tới chiều. Hết đêm. Lê em rút kinh nghiệm, ngày mai em đem cọc của em. Giàu có quyền. Đủ không nè? Đủ rồi mình rồi. Quay đi. Đang mệt tim lắm. A few moments later.